hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau test những thí nghiệm triệu view trên TikTok. Liệu mình có thể tạo ra một cái tháp bọn bóng siêu to chỉ bằng Coca và Mentos hay không? Hay là nếu mình dùng một cái máy nướng bánh nướng nước suối thì nó sẽ ra được một cái bánh hay không? Coi hết video để biết nha các bạn. Còn bây giờ thì let's go. Ok bạn ơi, trò đầu tiên thì mấy bạn có thể dùng cái cục pin này, một cái cục pin 9V, mấy cái ngòi bút chì và một cái quay diêm. Thì cơ bản cái trò này như sau, các bạn sẽ dùng cái ngòi bút chì này mấy bạn để lên cái cục pin 9V này. Sau đó mấy bạn dùng cái này, mấy bạn để vô thì bum, cái quay diêm nó sẽ cháy. Coi thử có làm được không nha các bạn. Cái này mình thấy nó hơi cho nên là bây giờ tôi với bạn test thử được nha. Ok, let's go. Giờ chúng ta sẽ dùng một cái quay diêm. Đấy, không, chúng ta đặt lên này. Sau đó chúng ta dùng cái này, chúng ta để vô. Cái gì? Cái gì? Ô mẹ ơi. Để đi. Wow. Ok bạn ơi, trò này thành công nha. Ôi, nó cháy thiệt kìa. Wow. Mấy bạn không nên thử cái này ở nhà nha. Dùng chỉ một lần nha, không có nên nha. Thành công. Trời giờ, tới trò tiếp theo. Còn đây là một trò ảo thuật. Tôi cũng chả hiểu được trò này nó hoạt động như thế nào nhưng mà. Ok, giờ tôi sẽ làm cho các bạn coi. Từ từ. Nó sẽ là như vậy. À, mấy bạn sẽ dùng hai ngón tay này, một ngón các bạn để bên này, một ngón các bạn để bên này. Sau đó mấy bạn... Ủa? Gì vậy? Ủa là sao ta? Từ từ, các bạn nhìn lại cái hình bên này nha. Mấy bạn để một ngón bên này. Sau đó các bạn để một ngón bên này. Sau đó... Sao nó mở bên này được? À! Hiểu rồi. Vậy là cái trò này nó trước cái trò này nè, mấy bạn để tay bên này. Nhưng mà mấy bạn vẫn để ngón tay các bạn bên này. Các bạn hiểu không? Tay mấy bạn bên phải, mấy bạn để qua bên trái. Nhưng mà ngón tay bạn vẫn để bên cánh mũi bên trái của bạn. Như vậy. Tay bên này cũng làm y chang, bạn để vậy. Thì khi bạn mở ra nó sẽ được như vậy. Woo! Phá đảo hay ảo liền. Chuyện dễ nhân. Kẹo vậy. Trò này đơn giản vậy thôi, mấy bạn chỉ xong. Trò này đơn giản. Trò này thành công. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tới với trò tiếp theo. Trò tiếp theo. Đây là một cái trò bạn có thể tạo ra một cái cột bong bóng bằng Mentos và Coca. Bây giờ mình sẽ test thử cái này nha. Thì trong cái clip này á, là người ta bỏ nước rửa chén vào, sau đó người ta sẽ bỏ Mentos vào, sau đó người ta sẽ đổ Coca vào. Thì nó sẽ tạo ra một cái phản ứng, tạo ra một cái cột bong bóng xíu bự. Nhưng mà đó là ở với người ta. Còn tôi thứ nhất là tôi không đủ tiền để mua được những món đồ siêu bự như vậy. Thứ hai là đang ở studio của sếp tôi. Nếu mà tôi làm cho cái chỗ này nó bày hày ra thì tôi sẽ bị đấm và bị trừ lương rồi. Cho nên là tôi quyết định làm. Tôi sẽ làm một cách nhỏ nhẹ hơn cho nên là. Đây, tôi sẽ có một cái ly. Sau đó tôi sẽ đổ tí nước rửa chén vào. Một tí thôi. Còn đây là kẹo Mentos. Đây, bây giờ mình sẽ bỏ mấy cái nãy làm gì đâu á, đâu có rớt, nãy làm gì đâu có rớt. Đây cuối cùng. Ok bạn ơi, xong rồi bây giờ mình sẽ thử đổ Coca vô nha bạn. Để coi nó có mọc lên cái cột như cái kia. Đúng rồi. 1, 2, 3. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? A few minutes later. Thấy không? Thấy không? Nếu mà bỏ cái viên Mentos này vô trong này á, nó còn sủi nè. Nó còn sủi rất là lớn luôn.
Nhưng mà bỏ vô này nó không sủi luôn, có nghĩa là cái nước rửa chén nó làm cho cái dung dịch này nó bị kiểu không có hoạt động rồi, nó không có sủi được như vậy luôn. Cho nên là cái trò này hoàn toàn không có thể nào làm được nha các bạn. Mọi thứ nó đơn giản chắc là chỉ đánh lừa thôi chứ nó không có xảy ra được đâu, cho nên là ok, trò này fail, fake. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tới cái trò tiếp theo. Trò tiếp theo nó sẽ liên quan tới những cái tiền này. Các bạn ơi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm cái này. Thì cái trò này đơn giản, nó chỉ là để coi thử coi là mấy cái đồng tiền bình thường mình xài nó sẽ dơ tới cái mức nào thôi. Thì đơn giản là bây giờ các bạn sẽ dùng nước, các bạn đổ vô một cái thau, một cái hũ gì đó, sau rồi mấy bạn đổ nước tẩy rửa vào, kiểu nước rửa tay rồi á, đúng rồi, nên nước rửa tay rồi á. Sau đó là bạn bỏ tiền vô, bạn lắc đều để coi coi thử là tiền nó có chuyển qua màu đen hay không. Đây mình nghĩ là bình thường ông bà mình hay nói là tiền là cái thứ dơ nhất, là tại vì tiền nó truyền từ tay này qua tay khác á, truyền qua rất là nhiều người á. Cho nên là nếu mà có một cái thứ nhiều vi khuẩn nhất thì chắc chắn nó là tiền á các bạn. Cho nên là giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi thử nó có đen được như trong cái clip này không nha. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ cái đống tiền này vô từ từ. Ok, sau đó chúng ta sẽ đổ nước vào. Sau đó mình sẽ xịt một ít nước tẩy rửa vào. Sau đó mình xoa đều nó lên. Ok các bạn ơi, sau một khoảng thời gian mình ngồi mình chà rửa từng cái đồng xu thiệt là kỹ luôn, thì cái mà nó ra được là màu hồng, mình cũng chả hiểu là tại sao, nhưng mà nó là màu trắng hồng á bạn, nó không có ra được màu đen như mình mong muốn, cho nên là trò này thất bại. Còn dẫn mình sẽ cùng nhau tới với trò tiếp theo. Chỉ rửa tay thôi. Trò cuối cùng thì cái trò này đơn giản là mấy bạn sẽ làm bánh bằng nước. Thật ra là cái trò này nó siêu thiểu năng luôn các bạn, là mấy bạn dùng nước lọc. Mấy bạn bỏ vô cái cối chày rồi xong mấy bạn đâm cái nước lọc đó, xong mấy bạn bỏ vô cái máy làm bánh, sau đó cái máy làm bánh nó sẽ nướng cái nước lọc đó cho các bạn để cho có thể biến thành một cái bánh. Literally là một cái bánh luôn. Ok bạn, chúng ta sẽ cùng nhau làm. Thì do là không có bất kỳ một cái cối chày nào ở đây hết thì tôi làm, tại tôi biết cái này làm nó cũng chỉ cho vui thôi, nhưng mà ok, tôi sẽ lắc trên lắc dưới đồ. Đây rồi, xong giờ chúng ta sẽ lấy cái máy làm bánh lên. Đây là cái máy làm bánh siêu nhỏ của tôi. Hello. Các bạn đừng để ý dưới nó chỉ là bụi thôi, đơn giản là tại vì cái máy này lâu quá tôi không xài. Nếu mà mấy bạn coi clip của tôi từ 2 năm trước, bạn sẽ biết cái máy này từ đâu ra. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở máy lên, cho máy chạy và đổ nước vô nha các bạn. Giờ tôi mở cái này ra, rồi tôi đổ nước nó vô. Nóng rồi. Bây giờ tôi sẽ đổ nước vô. Ok, xong tôi sẽ đẩy nó lại. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đợi. A few minutes later. Rồi, ok, chắc chắn 100% là mở ra mọi thứ đó đều như cũ hết và không có gì xảy ra hết, cho nên là chúng ta cứ mở. Và không có gì xảy ra hết, chúng ta cứ mở. Ủa sao mà quay? Ê, nhìn nè. Wow. Ủa, không ra đâu vậy? Nhìn nè. Nó chín thiệt nè. Quay. Ôi, tôi nấu nước rồi nè bạn ơi. Nó ra được cái bánh này. Có cái con khỉ. Các bạn nhớ chai này không? Hello.
Đúng vậy, tất cả các bạn đều bị lừa. Và ai bị lừa comment với cho mình biết nha. Còn bây giờ thì đó là trò cuối cùng và trò này fail. Cho nên là các bạn hãy nhớ ấn vào cái video bên này. Đây là cái video test TikTok tiếp theo các bạn có thể coi. Và mình sẽ qua đó chờ các bạn nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại bạn còn dưới lần sau. Mai đi đây, bye bye.